Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 2 tập 2 của sách Cánh Diều. Và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó, chúng ta hãy nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ thầy mời chúng ta mở sách toán lớp 2 tập 2, bộ sách Cánh Diều trang 48 49 để thực hiện một số hoạt động trong bài 13. Các số trong phạm vi 1.000 tiết thứ 3. Và từ tiết thứ 3 này chúng ta sẽ học đếm các số trong phạm vi 1.000 theo nhóm là đơn vị. Vậy thầy, các số trong phạm vi 1.000 tiết thứ 3 này đếm theo phương đơn vị chúng ta sẽ đếm như thế nào và đọc các số đó như thế nào? Thầy mời chúng ta đến với phần khám phá như sau. Bây giờ chúng ta có thể quan sát lên màn hình. Như các tiết trước, chúng mình có thể cho thầy biết là tấm bảng của thầy gồm có bao nhiêu vuông. À đúng rồi, một tấm bảng như thế này đúng không? Chúng ta thấy có 10 thanh, mỗi thanh là 10 ô vuông đúng không? Mỗi thanh là 10 ô vuông tức là một trục, mà 10 thanh như vậy chúng ta thấy là 100. Như vậy tấm bảng này sẽ có 100 ô vuông, và 100 thì chúng ta viết sẽ là 1 số 1 và 2 số 0, đọc sẽ là 100 đúng không? Và bây giờ thầy lại có một tấm bảng và một ô vuông thì chúng mình sẽ đọc như thế nào? Và bây giờ chúng ta có thể quan sát lên màn hình đúng không? Một tấm bảng như thế này thì gồm là 100 ô vuông và thêm một ô vuông nữa thì chúng ta sẽ đọc là, à đúng rồi, 101. Và số 101 sẽ viết như sau, gồm có một số 1, một số 0 và một số 1. Chúng mình sẽ đọc là 101. Bây giờ chúng ta có thể dừng video và đọc lại số này cho thầy nhé. Và bây giờ thầy lại có một tấm bảng gồm có 100 ô vuông đơn vị và 2 ô vuông ở bên ngoài. Vậy thì những số như thế này chúng mình sẽ đọc như thế nào? À như vậy thầy có bao nhiêu ô vuông đấy các em? Lúc nãy chúng ta thấy là gồm có 100 ô vuông đúng không? Một tấm bảng có 100 ô vuông và thêm một ô vuông bên ngoài nữa thì chúng mình sẽ đọc là 101. Còn ở đây thầy có một tấm bảng gồm có 100 ô vuông và thêm 2 ô vuông bên ngoài thì chúng mình sẽ đọc là, à đúng rồi, 102. Số 102 thì gồm có một số 1, một số 0 và một số 2, đọc sẽ là 102. Như vậy chúng mình thấy là có một ô vuông chúng mình sẽ đọc là 101, thêm 2 ô vuông, có một tấm bảng và thêm 2 ô vuông nữa chúng mình sẽ đọc là 102 đúng không? Và tiếp theo bây giờ thầy có một tấm bảng và gồm có một ô vuông, hai ô vuông, ba ô vuông, bốn ô vuông, năm ô vuông, sáu ô vuông, bảy ô vuông, tám ô vuông, chín ô vuông đúng không? Như vậy một tấm bảng sẽ là có là 100 ô vuông thêm 9 ô vuông bên ngoài này nữa thì chúng mình sẽ đọc như thế nào? À ở đây chúng mình sẽ có tất cả là bao nhiêu ô vuông đây các em? Đúng rồi, chúng mình sẽ thấy là có 109 ô vuông đúng không? Và số 109 sẽ viết là một số 1, một số 0 và một số 9, đọc sẽ là 109. Và bây giờ tương tự như vậy, chúng ta sẽ có hai tấm bảng và một ô vuông, chúng mình sẽ đọc như thế nào? À, đúng rồi, chúng mình sẽ đọc là 201 đúng không? Và chúng mình thấy những cái đơn vị lẻ đằng sau đây là số đơn vị đúng không? Nó chưa tới một chục mà đúng không? Nó chưa tới 10 tức là một chục. Như vậy những đọc những cái số tròn số hàng trăm đúng không? Thì chúng ta thấy là 100. Còn lẻ ra đằng sau đây chúng ta thấy là, à lẻ 1 thì một đơn vị chúng ta sẽ đọc là 101, lẻ 2 đơn vị đằng sau chúng ta sẽ đọc là 102, lẻ 9 đơn vị đằng sau đây đúng không? Chúng ta thấy là 9 đơn vị, 9 ô vuông là 9 đơn vị là đọc là 109 đúng không? Và như vậy chúng ta thấy là, à đúng rồi, một tấm bảng và một thanh như thế này đúng không? Sẽ là, đúng rồi, 110 đúng không? Vì ở đây chúng ta thấy là một cái thanh gồm có 10 ô vuông đúng không? Như vậy chúng ta thấy là một tấm bảng thì có 100 ô vuông. Chúng mình sẽ đọc là 110. 110 ở tiết trước chúng mình đã học đây là một số tròn tròn trục đằng sau đúng không? 110. Vậy thì chúng ta đã biết được một số trong phạm vi 1.000 đó là 100 này, 101 này, 102 cho đến 103, 104, 105, 106, 107, 109 đúng không? Đây là chúng ta sẽ đọc theo hàng đơn vị. Và bây giờ chúng ta sẽ luyện tập thực hành với một số bài tập sau. Bài tập đầu tiên sẽ là bài tập 7. Chọn số tương ứng với cách đọc. Ở đây chúng ta sẽ có những số như là
110, 107, 103, 108, 105, 106 và có một tương ứng với đó chúng ta sẽ có cách đọc là 107, 105, 106, 110, 103, 108. Vậy thì tương tự như các bài tập trước, chúng mình sẽ lấy những cái số ở bên trên bông hoa này và dán vào cách đọc ở bên dưới bên đây. Ví dụ như ở đây thầy đọc số là 107 thì thầy sẽ lấy số 107 dán phía trước ở đây. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm những cái câu còn lại, sau đó sẽ quan sát lên màn hình để so sánh với bài làm của thầy. Và đọc số 105 đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy số 105, chọn số tương ứng thì chúng ta thấy là một số 105 là đây đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chọn một số 105. Tương tự như vậy chúng ta đọc số là 106 thì chúng ta thấy số nào là số 106 này các em? À đúng rồi, số 106 ở đây đúng không? Như vậy chúng ta nhớ lần trước. 110, 110. Đây là đọc số 110. Vậy chúng ta thấy số 110 ở đâu? À ở đây đúng không? Chúng ta thấy giá là 110. Và 103, 108. Như vậy là thầy đã chọn số tương ứng với cách đọc xong bài tập số 7. Bạn nào có đáp án giống thầy là đúng nha. Bây giờ chúng ta cùng sang bài tập tiếp theo, đó là bài tập số 8. Bài tập số 8 yêu cầu chúng ta là số. Ở đây chúng mình thấy là có 101, 102 và ô trống đến 105, ô trống đến 109, 110. Đây là một cái tia số theo chiều đi lên đúng không? Và chúng mình có thể cho thầy biết là số đứng sau hơn số đứng trước là bao nhiêu đơn vị. Từ 101 đến 102 đúng không? Vậy thì số liền sau hơn số liền trước sẽ là một đơn vị đúng không? Vậy thì tương tự như thế chúng ta sẽ rất là dễ dàng tìm được những cái số còn thiếu trong cái tia số này đúng không? Vậy thì chúng ta thấy này, 101, 102 rồi đến 100 bao nhiêu? Chúng mình thử điền bài tập này xong đó so sánh với kết quả của thầy nhé. À đúng rồi, 101 đúng không? 102 rồi đến 103, 104 đến 105 và đến 106, 107 đúng không? 108 và 109 rồi đến 110 đúng không? Bây giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi, đó là lấy cho đủ số lượng. Ở đây chúng ta thấy là hai bạn đang chơi một trò chơi lấy hình vuông. Thì đố bạn lấy đủ 130 khối một lập phương thì bạn ấy lấy đây là 130 đúng không? Đố bạn lấy đủ 104 khối lập phương. À ở đây chúng ta thấy hai bạn đang chơi đố nhau. Thì ở đây chúng ta sẽ rủ thêm bạn ở trong nhà hoặc là anh chị em ở trong nhà chơi những cái trò chơi này. Ví dụ như bạn ấy đố bạn lấy đủ 104 khối lập phương thì bạn ấy lấy là một tấm bảng gồm có là 10 thành đúng không? 10 thành mỗi thành là một chục, là 10 chục là 100 và thêm 4 ô vuông đơn vị rời. Như vậy chúng ta sẽ có số là 104. Còn bạn nữ thì đố lại bạn nam, đó là đố bạn lấy đủ 130 khối lập phương thì ở đây chúng ta thấy là bạn ấy lấy một tấm bảng gồm có 10 chục đúng không? Và bộ ba chục lẻ bên ngoài đây chúng ta thấy là đây là 130 đúng không? Thì chúng ta có thể lấy trong bộ đồ dùng học tập của mình ra để rủ thêm bạn bè anh chị em trong nhà chơi. Bây giờ thầy mời chúng ta đến chơi một trò chơi như sau. Trò chơi đó là đoàn tàu vui vẻ. Ở đây chúng mình thấy là chúng ta sẽ đi du lịch và chúng ta sẽ phải trả lời một số câu hỏi trong cái chuyến du lịch này. Thì đầu tiên chúng ta thấy số là 102 trong ba số là A và B và C thì số nào là số 102 các em? À đúng rồi, số 102 là số A đúng không? Đây là 102. Đúng rồi, như vậy chúng ta đã đến một nơi rất là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đến địa điểm thứ hai nhé. Đây là 180, 180 trong ba số A, B, C. Vậy số nào sẽ là số 180? Chúng mình thử nhìn lên màn hình và hô to kết quả cho thầy nhé. 180 đáp án sẽ là A, đúng rồi, C 180. Rồi tiếp tục chúng ta lại đến câu hỏi tiếp theo, đó là như quan sát lên hình vẽ này, thầy có một tấm bảng và có 4 ô vuông đơn vị bên ngoài.
Vậy thì số cần tìm để cho phù hợp với ô vuông ở đây là số nào? À đúng rồi, đây là 100. Đúng rồi, 104 đúng không? Bây giờ chúng ta lại tiếp tục nhé. Bây giờ chúng ta là đến một nơi, đó là thầy có một tấm bảng và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thanh. Mỗi thanh là một chục. Vậy chúng mình sẽ có là số nào phù hợp với bao nhiêu vuông đơn vị đây? À, thầy có một tấm bảng là 100 đúng không? Ô vuông đúng không? Thêm là một chục, hai chục, ba chục, bốn chục, năm chục, sáu chục, bảy chục. Như vậy chúng ta sẽ có số là 100. 100. À, đúng rồi, 170 đúng không? Và chúng ta sẽ đến câu hỏi tiếp theo, đó là điền số thích hợp vào chỗ trống gồm 300, 400, 500 và số trong ba số sẽ là A, B và C. A là 560, B là 506 và C là 600. Chúng ta sẽ điền A, B hay là C? À đúng rồi, C đúng không? Như vậy thì thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong bài bạn thứ 3 tiết thứ 3. Các số trong phạm vi 1000 tiết thứ 3. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo là những video tiếp theo. Xin thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều.